Bây giờ đã khuya lắm luôn rồi, nhưng mà tôi vẫn lấy mẹ tôi ăn xoài chấm muối tôm nha. Mèn đấy ôi nó ngon mà nó chua bá chiếc bò chiếc luôn. À con nhỏ này nha, tối rồi còn ăn xoài nha. Ăn xong rồi đau bụng, dẹp liền với mẹ. Thôi đừng có buồn nữa nha, mẹ có cái này cho con nè. Kẹo này là loại mới nhất nha con. Wow, kẹo dẻo bơm jelly vị xoài quá là ngon. Không những vừa ngon mà lại rất là thơm luôn, và hình thù rất là đẹp mắt, hình nguyên quả xoài luôn nè, nhìn siêu cưng. Sao ngon con gái? Dạ, cứ lắc đúng chỗ là bún vị xoài lên cực kỳ là ngon luôn á mẹ ơi. Kẹo dẻo ăn vào cực kỳ là thơm vị xoài, cứ có cảm giác như đang ăn xoài thật luôn đó. Kết hợp cùng muối ớt mặn mặn chua chua ăn siêu thích luôn nha.